À, tiếp theo này, 45 nghệ sĩ nổi tiếng có phong cách độc đáo, tức là gì ạ? Khi mà chúng ta sử dụng ấy, thì chúng ta có thể đưa vào cái phong cách của cái chủ nghĩa của cái nghệ sĩ đó. Ví dụ như là Pablo Picasso chẳng hạn. Bây giờ được con mèo mà được vẽ bằng phong cách Pablo Picasso thì nó sẽ ra sao? Ừ. Đấy, đây, con mèo mà lại gì ạ? Mà lại có cái gọi là bon kho, tức là cái diện là cái khung xương. Ừ. Cái khung xương con mèo ấy. À, anh chị em thấy không ạ? Khung xương con mèo thì nó lại ra cái thể loại này. Thế bây giờ mình nhìn thấy ở trên mạng nó có cái hình ảnh này. Thế mình bảo là gì ạ? Làm thế nào để tôi vẽ được cái con mèo giống như thế này bây giờ? Thì bây giờ mình biết cách để mà mình viết rồi đúng không ạ? Biết cách để mình vẽ rồi đúng không ạ? Đấy, mình chỉ cần biết cái từ khóa thôi, sau đó mình đưa thêm cái từ khóa vào. Đấy. Đây là con mèo được vẽ theo phong cách của Pablo Picasso anh chị em nhé. Đây là con mèo được vẽ theo phong cách của Pablo Picasso. Được không anh chị em? Đấy, như vậy là mình không cần phải là Pablo Picasso, mình có thể vẽ được những cái hình ảnh như này. Sau đó làm sao ạ? Mình upscale nó lên. Đấy, sau đó mình in ra, mình làm bức tranh, mình treo lên tường. Anh chị em thấy sao ạ? Đấy, mình không cần phải đi mua tranh ở ngoài kia. Đấy, mình dùng cái bức tranh này mình upscale lên, mình treo lên tường thì là sao ạ? Là mình bán được cái bức tranh đó, đúng không ạ? Bình thường mỗi một bức tranh như vậy anh chị em biết là nó bán, nó mua bao nhiêu ạ? Vài triệu cho đến vài chục triệu tùy vào tác giả. Thì những cái bức tranh mà họ 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 sao ấy thì họ chỉ là có chụp ảnh lại xong rồi họ in thôi, chứ không có chuyện mà vẽ lại đâu. Vẽ lại là những người chép tranh thì cái bức tranh mà người ta chép ấy cũng rất đắt anh chị em ạ. Cái bức tranh mà người ta chép mà vẽ trên sơn dầu hoặc vẽ trên giấy thật ấy, cũng rất đắt. Nhưng đa số những bức tranh mà nó treo ở trên các cái nhà hàng, các quán ăn rồi các khách sạn ấy, thì đa số là cái bức tranh 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 chụp chụp độ nét cao, sau đó là gì ạ? In ra đó, và chúng ta có thể tạo ra một cái ngành công nghiệp hoặc là một cái ngành nghề mới, đó là gì ạ? Là in những cái bức tranh này ra, sau đó là gì ạ? Là đóng khung vào thật là đẹp, sau đó là gì ạ? Là bán cho khách hàng. Anh chị em nghĩ sao nếu mà mình làm cái việc này ạ? Kiếm tiền được không ạ? Được đấy, đúng không? Đấy, Van Gogh này rồi rất nhiều các nghệ sĩ khác nhau thì đã có thống kê đây rồi. Đấy, tiếp theo là 25 nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Với mỗi một nhiếp ảnh gia này họ có một cái phong cách riêng. Đấy. Đấy, chụp ảnh đường phố, chụp ảnh mỹ thuật, đấy, chụp ảnh khái niệm, chụp ảnh thời trang, chụp ảnh phong cảnh, chụp ảnh tài liệu, chụp ảnh siêu thực. Đấy, chụp Man Ray này, chụp ảnh siêu thực. Ví dụ thế. Thì mình thử xem cái phong cách của ông này nó như thế nào. Được chưa ạ? Thì mình sẽ ra được ngay nhá. Phong cách nhiếp ảnh khác nhau nó sẽ ra. Tác giả truyện tranh nổi tiếng anime style. Đấy, ví dụ Dragon Ball thì có ông tác giả là gì? Studio Ghibli, Kira, God of Cell, Final Fantasy. Ví dụ như là mình đưa vào cái Final Fantasy cũng được. Được chưa? Đấy. Đấy, Final Fantasy Cat. Đó, thì nó sẽ ra được cái hình ảnh như này. Đấy, ví dụ như là Man Ray Cat thì nó lại ra được cái hình ảnh siêu thực, nó lại như này. Đấy, hình ảnh con mèo nó lại siêu thực như này. Đấy, cái ông này này, ông này là ông Man Ray này. Ông này ông hay chụp những cái bức ảnh nó kiểu như này. Đó, và con mèo này nó được chụp ảnh theo cái phong cách của ông ấy. Phong cách siêu thực, tức là nó không giống bình thường, nó không giống đấy đấy. Hoặc là con mèo mà ở trong cái Final Fantasy chẳng hạn thì nó lại ra kiểu gì đấy anh em thấy không ạ? Rồi Astro Point, Death Note, rồi One Piece đấy. Ví dụ như là mình có thể chọn cái nào One Piece hoặc là mình là Eroda đấy, mình copy cái này vào đấy. Được chưa? Nhấn image. Đó. Đây, phong cách Final Fantasy đây. Đấy, nó lại ra thể loại như này. Đấy, con mèo mà ở trong cái truyện Final Fantasy hoặc game Final Fantasy thì là gì ạ? Nó lại ra cái hình ảnh như này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Như vậy là gì ạ? Chúng ta có rất nhiều những cái gợi ý ở đây để làm gì ạ? Để mà chúng ta tạo ra vô vàn những cái tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Và ở đây chúng ta giống như là những người nghệ sĩ, việc của chúng ta đó là gì ạ? Hãy sáng tạo phong cách riêng của mình như Huy nói rồi. Dạ.